Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với Mercenary ATM. Lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy tiếp tục cập nhật với anh em tình hình giá của Bitcoin với chủ đề là tình hình Mỹ Trung đang căng thẳng và Bitcoin nó có giảm theo giá chứng khoán Trung Quốc hay không ha. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Mercenary ATM thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay video ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta sẽ cập nhật về tình hình tin tức ở trên các trang web, đó là trang web kps.vn. Đây là một bài viết với tiêu đề là trả đũa Washington, Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa tổng lãnh sự quán ở thành đô ha. Và trước đó thì chứng khoán có một bài viết là chứng khoán Trung Quốc đỏ lửa vì căng thẳng Mỹ Trung bùng nổ nè. Đỏ lửa ở đây là chứng khoán Trung Quốc, chỉ số chứng khoán Trung Quốc đang giảm rất là mạnh ha nè. Thì sau khi chính phủ Mỹ yêu cầu đóng cửa đại sứ quán Trung Quốc ở Houston ở đầu tuần này á, thì hôm qua Ngoại trưởng Mike Pompeo thì cũng đã có một bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc rất là gay gắt, và khẳng định sau cái vụ chỉ trích này thì giá chỉ số chứng khoán của Trung Quốc nó đâm rất là mạnh ha. Và qua cái việc chỉ trích này thì khẳng định được là Washington sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn trước hành động gây xáo trộn trật tự thế giới ha. Và quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thì đang ở trong tình trạng là căng thẳng rất rất là lớn ở trong vài thập niên trở lại đây, bao trùm rất nhiều lĩnh vực từ thương mại, công nghệ cho đến ngoại giao ha. Và hiện tại thì cái chỉ số Trung Quốc đang có một phiên rất là giao dịch rất là tồi tệ, chỉ số CSI 300 đã giảm là 3% vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch buổi sáng và 20 phút trước khi Bắc Kinh công bố yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành đô ha. Và khi mà cái tình hình Mỹ Trung mà nó căng thẳng ấy, thì nhà đầu tư là có nỗi là sợ hãi, khi mà sợ rằng giá của chứng khoán thì nó sẽ đâm, cho nên là nhà đầu tư họ sẽ bán tháo ra ha, và họ sẽ chuyển sang là họ sẽ ôm nhân dân tệ hoặc là USD hoặc là vàng ha. Nên từ đó thì nó sẽ cũng sẽ khiến cho cái mức giá cái giá vàng nó bùng, nó mạnh này. Như vậy thấy là giá vàng hiện tại nó tăng lên gần là 1.900 đô một lượng vàng rồi ha, một ounce rồi. Và cái chỉ số CSI 300 là chỉ số chứng khoán 300 chứng khoán 300 cổ phiếu lớn nhất ở thị trường Thượng Hải, chứng khoán Thượng Hải, nó đang đâm rất là mạnh ha. Nên thấy là trong ngày hôm nay á, thì cái chỉ số này nó đâm là tận 4,45%, là tương ứng với 208 điểm này. Và hiện tại thì Bitcoin nó cũng đang có một cái nhịp, nó là nhịp hầu, nó nhịp đâm không tối hôm qua và ngày hôm nay á, từ 7 giờ sáng ngày hôm nay thì Bitcoin nó đâm từ cái mức giá là 9.600 lên về mức giá thấp nhất là 9.460 này. Nó đã giảm tặng là 1,5%, tương ứng với lại 143 giá ha. Ok, và chúng ta sẽ quay lại việc phân tích Bitcoin nó có ảnh hưởng đến trên chứng khoán Trung Quốc thì nó có ảnh hưởng đến giá Bitcoin không ạ? Ok, ta thì thấy là Bitcoin trên công daily này nó đang vẫn là xu hướng tăng của Bitcoin ha. Với việc là cái đáy thấp nhất dẫn đỉnh cao nhất của Bitcoin trên công daily trong xu hướng tăng á, nó vẫn chưa bị break, là chưa bị phá vỡ. Đó là cái vùng từ 8.453 đến 8.759 này. Đây là cái vùng mà chưa bị phá vỡ, cho nên là cái cấu trúc tăng của Bitcoin nó vẫn được tiếp tục. Và sau khi Bitcoin nó vừa đóng nén ba cái nến này vừa rồi, là ba cái nến tăng rất là mạnh, chúng ta có thể thấy được là lực mua của Bitcoin nó đang rất là mạnh ha. Dùng vào không mắc bóng thì chúng ta thấy là Bitcoin nó vừa phá đỉnh cũ, đó là vùng mà 9.400 9.500 này. Đây là vùng đỉnh cũ của Bitcoin ha, 9.430 đến 9.467 này. Và nó cũng có một cái sự đó là retest lại cái vùng hỗ trợ này, với việc đó là nó xuất hiện một cái thanh nén. Nó biểu hiện là chưa có, nó biểu hiện là sự lưỡng lự của thị trường, nó chưa biết là đi lên phía trên hoặc là đi phía dưới ha, nó đâm hay là nó bung. Cho nên chúng ta có thể thấy là sau đó thì nó cũng chứng tỏ là phe mua đang chiếm ưu thế, và nó bung rất là mạnh, chạm cái mức giá là nó cũng chạm cái vùng kháng cự phía trên này, là vùng 9.636, 9.770 này. Đây là con kháng cự, cũng là cái vùng đỉnh chuyển giao xu hướng của Bitcoin đi công H4 này nè. Đây là cái đỉnh cao nhất dẫn đến cái đáy thấp nhất của Bitcoin đi công H4 trong xu hướng giảm. Cho nên cái vùng này là chuyển giao xu hướng. Và khi cái vùng này, và mình cũng có
nghĩ là cái vùng này nó rất là cứng, cho nên chúng ta vẫn có thể sell short được ở trên cái vùng này nếu mà nó hình thành setup break giảm giá ha. Ok, và khi mà Bitcoin nó đang boom, hiện tại nó đang boom rất là mạnh đó, bởi vì nó chịu cái tin tức tốt từ giá vàng, giá vàng được chịu tin tức tốt từ cái chính sách tiền tệ của EU được thông qua, cho nên là giá vàng nó boom, cũng như là Bitcoin nó cũng hưởng cái tin tốt đó, cho nên nó boom, đang boom rất là mạnh. Cho nên chúng ta sẽ kẻ được cái điểm Fibo để canh được cái điểm hồi lại, giá Bitcoin nó hồi lại chúng ta sẽ long lên người ta đó ha. Khi mà con sóng tăng này chúng ta sẽ bắt đầu kẻ được cái cây nến, mà bắt đầu con sóng tăng là cái nến có thân dài và con nến ngắn để có mức giá cao nhất. Chúng ta có thể thấy được là cái vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ là vùng đỉnh cũ 94-95 này ha, nó nằm trong cái vùng là 0.382 đến vùng 0.5 này. Đây là cái vùng mà chúng ta có thể là canh, chúng ta long lên. Và cái vùng này mình thấy là nó khá là chuẩn ha, nó đi đúng với lại hai một hai ba bốn cái râu, bốn cái râu nến này, nếu mình bắt ngay tại cái râu nến đầu tiên á, chúng ta đã có được là 184 giá này, tương ứng với 1,95% cho tính phải hơn. Ok, cho nên là cái việc mà áp dụng cái đo Fibonacci vào crypto nó rất là tốt này, nó rất là ổn. Ok, chúng ta tiếp theo đến với cái đồng mà Bitcoin Cash này và cái xu hướng của Bitcoin ấy. Trong thời gian sắp tới là mình nghĩ là tình hình Mỹ Trung đang căng thẳng, cho nên là giá Bitcoin nó có thể sideways hoặc nó đâm rất là cao, khả năng nó rất là cao hơn là khả năng Bitcoin nó có thể tăng tiếp theo giá vàng đó. Nhưng mà khả năng Bitcoin tăng tiếp thì giá vàng nó vẫn là có hai nè, bởi vì thường thường thì các nhà đầu tư Trung Quốc họ sợ là cái giá cổ phiếu nó giảm, cho nên họ bán tháo lên, cho nên này khiến giá cái chỉ số của Trung Quốc nó đâm và chuyển sang họ ôm vàng ha, cho nên là vàng nó cũng ảnh hưởng tương quan đến giá Bitcoin tương quan phần nào đó. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash này. Bitcoin Cash thì chúng ta đang có một lệnh long thì có setup cực kỳ tăng giá ha, là chúng ta long ở cái mức giá là 231 này, và hiện tại thì chúng ta đang có lợi nhuận, đó là lợi nhuận cũng ít thôi, tầm là 1,93%, tương ứng với lại 4,46 giá là chưa tới lần 7, là tầm 10, nếu nên dùng lần 7 nhân 10 thì được 19% rồi ha. Ok, và chúng ta đang có 0,79 này ở đâu, 0,28 phần R lợi nhuận ha. Và cái mức giá cao nhất ngày hôm qua, ngày hôm nay đó là chúng ta đạt được là 0,75 R lợi nhuận. Chúng ta sẽ vẫn gồng tiếp cái lệnh này. Tiếp theo là cái đồng Ethereum này. Ethereum chúng ta có thể thấy được là Ethereum nó đang trong một cái trend boom rất là mạnh, cho nên chúng ta chưa vội long tiếp theo xu hướng của nó. Chúng ta sẽ canh nó hầu về cái vùng hỗ trợ, đó là cái vùng từ cái vùng đỉnh cũ mà nó vừa phá, đó là vùng 248 đến 254 này, và nó cũng đi đúng theo kịch bản của mình, đó là nó đang bùm, nó đâm bùm lên ha, và chúng ta đang chờ cái đoạn màu vàng này, này là cái đường nó sẽ pull back cũng như là retest lại cái vùng hỗ trợ này, chúng ta sẽ long lên theo xu hướng của nó. Chúng ta sẽ zoom vào cái mắt bóng, chúng ta sẽ đo Fibo để chúng ta kiếm được cái mức mức entry cho nó tốt ha. Chúng ta sẽ đo từ cái mức giá cái cây nến và bắt đầu có cái xu hướng tăng của nó, hay là cái nến này này, cái nến này nó có thằng nến dài và con nến ngắn này, để đo lên cái mức giá cao nhất. Chúng ta sẽ thấy là cái vùng hỗ trợ này nó hợp lưu với cái mức Fibo là 0.618 này, ở mức giá 252 283, cho nên chúng ta sẽ vẫn canh long ở đây ha này. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay 24 tháng 7 này là kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em tham gia group Mercenary Team, hãy scan mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram bằng cách là search a cộng Mercenary ngay để tham gia nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.